Em xin chào các bác nhé. Phiên sáng ngày hôm nay em Thúy lại tiếp tục lên một video giới thiệu với các bác rất là nhiều mặt hàng đang có tại vườn nhà em, như là đai trâu này, coqui này, và trâu là những giò to, những giò to khủng rồi linh tinh mục các loại nhá, rất là nhiều. Nói chung là em cũng giới thiệu không hết, các bác có nhu cầu mua thì cứ alo cho em. Hàng này hàng chuẩn hoa Tết luôn nhé các bác nhá, nụ rất dài luôn này. Đó, coqui này, nhà em hôm nay coqui lá rất to này, vũ nữ này, thanh đạm Indo này, các loại dòng trầm nhá. Đấy, các loại dòng trầm. Rồi coqui nhà em đợt này về thì đẹp lắm lắm luôn. Đó, vũ nữ này, siêu đẹp luôn, trầm đang nụ, phi điệp đang nụ nhá. Và đây tiếp tục em sẽ lên một số cái mặt hàng trâu xả. Xả vì sao? Vì bây giờ trên con đường vận chuyển thì nó đợt này nó về nó cũng giáp Tết rồi, có một số cái cây này nó vẫn còn cuống hoa, có một số cây thì nó chưa ra hoa. Nhưng mà hoa thì em cũng nói thật với các bác là em không bảo hành hàng hoa để các bác chơi Tết. Thì thôi, nó em các bác về nhận thì nếu mà nó còn chơi được Tết thì các bác chơi, mà không thì các bác gọi là lấy là hàng giống. Nó có nghĩa là em bán hàng giống, cây thì nó gọi là tương đối đẹp chứ không được đẹp 100%. Đây, có cây này nụ này, cây này, cây ngọc trai đen này. Cây thì nó tương đối đẹp chứ không phải là đẹp 100%. Thì em gọi là em bán hàng xả. Các bác cứ xác định là em bán hàng xả đi. Và giá hôm nay này em Thúy đưa ra là giá bao ship nhá. Đấy, hàng em về nhiều lắm, mẹ em còn chưa dỡ hết ra đây này. Giá hôm nay em Thúy đưa ra là giá bao ship cho đến cho các bác. Đầu tiên em sẽ đánh tiếp theo mã H6. Và đối với cái dòng này thì về các bác có những cái cây nào mà nó dễ khô thì các bác cắt sạch đi cho em. Cắt sạch đi cho em xong là sau đấy là các bác sẽ ngâm cho em bằng cái Atonic này. Atonic thì nó có sẽ có hướng dẫn ở đây. Thì cái loại này thì em bán 10.000 một gói này. Và nhà các bác nào mà rộng hơn thì nhiều cây hơn thì các bác mua cho em nọ B1 này. B1 này là B1 của Thái nhá. B1 của Thái nhà em nhập trực tiếp về, em xách tay về này, giá em bán cho các bác giá độc chỉ có 30.000 thôi. Đấy, cái B1 này thì các bác hòa cho em 2cc, có nghĩa là tương đương một cái nắp này với 2 lít nước. Đấy, 7 đến 10 ngày các bác tưới cho em một lần này, B1 này. Hoặc là các bác sẽ có, nhà em có cái bạn loại kích rễ ra rễ cực mạnh này, N3M này. Loại này này nhà em bán 100.000, cái nọ 100g này em bán 30.000 nhá, 30.000. Các bác cái này về các bác ngâm vào bằng cái loại này cũng được. Đấy, nó có hướng dẫn đây rồi, 30.000 này. Nhà bác nào mà dùng cái nhiều cây thì mình sẽ tưới theo em, cho em cái phân bón lá này. Phân bón lá này em bán 30.000 một lọ này. Phân bón lá này. Và nhà các bác có một số cái dòng cây mà nó ở trồng chậu thì các bác rắc cho em cái phân thông minh này. Phân thông minh này em cũng bán 30.000 một lọ nhá. Phân thông minh này. Còn đây là cái phân tổng hợp này. Phân tổng hợp này thì em chia sẻ với các bác giá là 50.000. 50.000 một lọ phân tổng hợp này. Đấy. Đây, ngoài ra là nhà em có, hôm nay em có thêm một cái loại kích hoa của Thái. Loại này em chia sẻ với các bác giá là 45.000. Trên thị trường người ta bán 70-80.000, nhưng mà chào hàng chưa chắc đã xịn. Đây của nhà em xịn 100% nhá. Giá 45.000 thôi. Đây, em còn đây còn một cái loại phân nữa em giới thiệu tiếp các bác, phân que của Mỹ. Cái này hàng này là nó là que que về, các bác tháo ra các bác đặt vào chậu cũng được. Cái hàng này, cái vỉ này em bán cho các bác là 120.000 một vỉ. Phân que của Mỹ, trong đây rất là nhiều que. Dùng cái này rất là tiện lợi, 6 tháng mới phải thay một lần nhá. Đấy. Và hàng châu Thái này, em giới thiệu tiếp với các bác, hàng châu Thái này thì nó có rất là nhiều màu hoa. Đây, em cho các bác xem màu hoa đây, trên mỗi một đơn hàng em sẽ nhặt nhiều màu hoa cho các bác. Và đây là em bảo hành cho các bác, đây là châu Thái nhá. Màu đẹp lắm, màu châu Thái thì rất là đáng yêu. Em không phải giới thiệu nhiều, các bác chơi quen rồi. Đó, em đánh tiếp mã H6 gồm có 7 cây, giá 340.000 em bao ship nhá. Nói chung là cây này cây có nụ, nhưng mà về đến các bác thì em không bảo hành là các bác được chơi được hoa hay không. Nói chung là kể cả các bác là có chồng ở nhà các bác ấy, một cái ngành hoa
nó lên thì cũng chưa chắc là có một trên đấy, nó có 10 cái cánh hoa nhỏ, chưa chắc là đã lên được 10 cánh hoa nhỏ, không chi là vận chuyển thì nó cũng phải có một cái xác suất nào đấy. Cho em bán hàng xả, các bác về đừng có mở ra xong là kêu là bắt đền mày à, tao cái hàng này hoa không nở được, tao không chơi đây này, em không bán hàng hoa nha các bác nhá. Đây chậu này, chậu cây đôi này, đôi 4 năm này, 6 này, 7 chậu 8 cây, giá là 340.000 nhá. Đây, nụ hoa đây, nụ này, con này con ngọc chay đen nhá. Đấy. Tiếp đến H7 gồm có 5 chậu giá 360.000, 1 này, 2 này, cuống hoa này em bọc rồi, giờ vào rồi đây nhá các bác nhá. Đây em cũng nói luôn, em không bảo, con này con ngọc chay đen này, đẹp quá cơ. 3 này, 4 này, 5, 5 chậu, chậu to hơn thì nó sẽ được ít cây nha các bác nhá. 360.000 giá là quá rẻ luôn, em lại còn bao ship. H8, 5 chậu 420.000, 1 này. Dồi ôi, cây này to quá, giá man luôn. 2 này, nụ hoa này, 3 này, con ngọc trai này, 4 này, 5 chậu này siêu to khổng lồ luôn, giá 420.000 nhá. H9, 6 chậu 350.000, 1 này, 2 này, nụ này vẫn còn bé nhá, cái nụ bé thì các bác chơi được. 3 này, 4 này, 5 này, đây này, em bọc nụ vào đây rồi nhá các bác nhá. 6 này, đấy, ngọc chay đỏ này. Tiếp đến là H10 gồm có 6 chậu 290.000, chậu này chậu mẹ con nhá. 1 này, 2 này, 3 này, con đỏ đốm này, 4 này, 5 này, 6 nhá, 6 chậu 290.000. H11, 6 chậu 350.000. 1 này, 2 này, 3 này, chậu này chậu con này con đỏ ngọc trai nhá. 3 chậu, chậu cây đôi này, 3 này, 4 này, 5 nhá, 6 này. Và các bác ơi, nghe rõ là em một lần nữa này, em bán hàng xả nhá. Các bác này đừng có bảo là em là chơi tao không về, tao không chơi nụ vào. Có một số bác bưu tá người ta gọi điện, người ta phát hàng mà các bác chưa cả mở hàng ra xem như thế nào, các bác đã bảo hàng xấu lắm tao không lấy. Đấy, đùa đâu, mất bao nhiêu công của chúng em. H12, 7 chậu 8 cây giá 350.000, à 330.000 này. Con này con màu hồng cánh sen này, 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 chậu 8 cây 330.000 nhá. Tiếp theo đây em sẽ lên một số mặt hàng thuần đấy ạ. Tiếp theo đây em giới thiệu với các bác một mặt hàng mới cập bến tại vườn nhà em nhá. Đó là đuôi cáo lá xếp này. Đấy, đây em cho các bác xem mặt hoa đuôi cáo lá xếp của nhà em nhá. Mặt hoa của em nó đây. Và cái hàng này là hàng đuôi cáo này, em bảo hành cho các bác. Cái mặt, cái giống này là nhà em là cái giống cây hoa, nó bông hoa nó dài nhá, chứ không phải ngắn tun tủn đâu. Mặt hoa siêu đẹp. Nói về cái dòng đuôi cáo ấy thì nó là cực kỳ thơm rồi, khỏi bàn rồi. Và cái hàng này hoa nó ra tầm từ tháng 3, tháng 3 dương lịch đổ đi nhá. Đấy, bắt đầu là nó sẽ nhố nụ, nó mọc hoa gọi là rộ rộ nhất vào tháng 5, tháng 6 nhá. Một chậu cáo lá xếp thế này trung bình nó có từ 3 cây trở lên nhá. Từ 3 cây trở lên. Em Thúy chia sẻ với các bác giá là 210.000 một chậu. Đây, 210.000 một chậu nhá. Các bác mua 3 chậu em Thúy miễn phí ship. Đây, về các bác cứ mua cho em 3 chậu đi. Về thì mỗi góc nhà mình treo một chậu. Lúc nào mà nó ra hoa có mà thơm ngát này, thơm rức đầu luôn nhá. Riêng cái dòng hoa là cáo lá xếp này, lá bóng như nhựa nhá. Lá bóng như là phun ý. Đấy, như là phun vec ly ý. Đó, một chậu, cứ một chậu 3 cây, trung bình nó có 3 cây trở lên, em Thúy chia sẻ với các bác giá 210.000. Và cái hàng này nó là hàng rừng trồng thuần, cho nên là cái lá chân ấy nó không được đẹp mướt mát đâu, thi thoảng nó sẽ bị như thế này. Nhưng mà cái lá ngọn này nó sẽ đẹp nhá. Về trồng vườn nhà mình nó sẽ đẹp. Đấy. Hàng này hàng cáo bắc, cáo lá xếp nhá. Đó, cái bộ rễ nó cũng đáng yêu chưa các bác ơi. Yêu cực kỳ luôn. Yêu lắm 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 luôn. Em vừa cập bến được một cái lô Corat Koki.
hay còn gọi là coqui, các bác nào gọi tắt thì gọi là coqui, còn tên chính xác của nó là corat coqui, hay còn gọi là bát bảo tiên nha các bác nhá. Trời ơi, hàng hôm nay về lá mít lá to đẹp cực kỳ luôn. Lâu lắm rồi hôm nay em mới nhập được cái lô lá mít to đẹp này. Hàng đẹp cực kỳ luôn, trung bình là một chậu nó có đôi 4, 6, 7. Và cái dòng này thì hoa nó ra siêu thơm luôn. Nổi tiếng là thơm rồi các bác nhá. Em cho các bác xem mặt hoa này. Đây mặt hoa nở thực tế tại vườn nhà em đây nhá. Siêu thơm luôn. Đó. Đấy. Hàng này hoa nó sẽ ra rải rác từ tháng 6 cho đến tháng 12 dương lịch. Thậm chí là như là năm ngoái năm kia, nhà em còn được chơi Tết mấy năm nhá. 3-4 năm liền nhà em chơi Tết hoa corat coqui này. Nhưng năm nay là năm nhuận, cho nên là nó hơi nhiều tháng là nhà em không được chơi Tết đây. Đấy. Một chậu như thế này, em Thúy chia sẻ với các bác giá là 170.000 một chậu. Các bác mua 5 chậu, em Thúy miễn phí ship nhá. Đây các bác có thể mua mấy chậu về mình ghép thành một giò to. Đây này. Lá mít đẹp lắm, lâu lắm thì hôm nay em mi nhập được cái lô lá mít nhá. Lá mít thì hàng này hàng dễ gió nhá. Đây các bác nhìn rễ này. Bộ rễ của nó cực kỳ đáng yêu nhá. Đó, nhà em nhập hôm đợt này cũng chỉ được ít chứ không được nhiều đâu. 170.000 một chậu. Trên thị trường người ta đang bán hơn 200. Và cái lá ở trên thị trường nó bé, nó không được to như cái bản lá này đâu nhá các bác nhá. Không được to dài như cái bản lá này đâu nhá. Đấy, chuẩn corat coqui luôn cho các bác. Đây em cho các bác xem này. Nói về cái dòng này thì hương gọi là thơm cực, gọi là thơm thơm lắm ấy. Thơm không, nói chung là không bút nào tả thiết xiết luôn mà hoa chơi siêu bền luôn. Đây cho em cho các bác xem cái giò to nhà em đây. Các bác nhìn xem nó có giống chuẩn không. Này, các bác nhìn này, mình trồng lâu nó sẽ ra một bụi như thế này nhá. Đấy, năm nay nhà em cái hoa nó vừa tàn này. Tại vì là nó năm này năm nhuận nên là mình không được chơi hoa Tết. Chứ mọi năm là những cái giò này nhà em được chơi hoa Tết này. Đấy, lá to nhá, các bác nhìn thấy lá to đấy. Chuẩn luôn. Chuẩn corat coqui luôn nhá. 170.000 một em, số lượng cũng có ít thôi chứ không có nhiều đâu. Và đây là cái dòng vũ nữ hoàng hậu được mệnh danh là nữ hoàng của các loài hoa. Hoa cái này thì thơm khỏi bàn rồi các bác ơi. Hôm nay em về được cả hai mặt hoa. Em cho các bác xem mặt hoa này. Một mặt hoa màu da beo nhá. Đấy, màu da beo nó có thể đậm nhạt. Và một màu hoa là xanh nhá. Xanh cốm đẹp lắm. Riêng nói về cái dòng hoa vũ nữ thì siêu thơm. Và bông hoa nó lại siêu dài. Một cái cần bông này nó có thể nó đạt được cái chiều dài cao hàng mét. Và nó có thể là trên đấy nó phải 5-70 một bông hoa nhỏ ở bên trên cái cành bông này nha các bác nhá. Nếu mà mình nuôi chăm sóc tốt. Riêng về cái đối với cái dòng này thì nó đẻ nhanh hơn cả gà ta, gà di ta của mình nhá. Đấy, một cái chậu này về thì các bác lên sang chậu cho em. Sang ra mình trồng bằng cái gì? Bằng sơ dừa và vỏ thông nhá. Một chậu như thế này em Thúy chia sẻ với các bác giá 80.000 một chậu. Các bác mua 5 chậu. Đấy, các bác mua 5 chậu, em Thúy miễn phí ship nhá. Trong trường hợp các bác mua ghép đơn, đi 1-2 chậu hoặc là các bác lấy 2-1 màu hoa gì đấy, em vẫn ghép đơn này. Những màu hoa đây, em để riêng ra đây rồi. Bên nhà vườn để riêng, em để riêng rồi. Da beo và hoàng hậu xanh nhá. Siêu thơm luôn. Thơm lắm. Như các bác mua nhà em năm vừa rồi thì biết rồi đấy. Và cái hàng này nó là gốc giống nhỏ nhỏ nhá. Các bác ơi. Nhưng mà hàng này em bảo hành cho các bác năm nay nó sẽ ra hoa. Và có một điều lưu ý như thế này. Hàng này là hàng vũ nữ hoàng hậu của Thái. Cái dòng giống của Thái nó khác dòng giống của Bảo Lộc mình trồng. Bảo Lộc của mình là một năm chỉ ra một mùa hoa thôi. Riêng cái dòng này em bảo hành cho các bác một năm ra 3 đến 4 mùa đợt hoa nhá. Có nghĩa là nó cứ ra hết đợt này đến đợt khác. Đấy các bác nhà nào mua nhà em nhưng năm ngoái năm kia rồi đấy thì các bác biết rồi đấy. Đó, nó cứ ra hết năm nay nó ra cái mắt này. Sang năm nó lại năm nay ra mắt này, sang năm lại ra mắt à cái đợt sau lại nó ra mắt khác nhá. Đấy, xong nó lại cứ lên tiếp. Và cây này là cây giống nhỏ nhỏ xinh xinh nhá. Em Thúy đo găng tay cho các bác này. Đấy, cây giống nhỏ nhỏ xinh xinh nhá. Tránh trường hợp là các bác về là nhiều bác ấy. Nhiều các bác xem mình quen rồi. Nhưng mà đây là chẳng qua các bác mua. Các bác xem ở trên TV ấy, nó phóng đại. Thì về các bác bảo ô sao cây nó bé thế. Thì nó thế nọ thế kia. Thì bao giờ trên TV ấy, thì nó cũng phóng đại này. Em quay gần nhá các bác nhá. Em quay xa này. Đó.
cái bộ rễ, nói về bộ rễ của nó thì gọi là mình chơi lá này, chơi rễ là cũng sướng. Đấy, đẹp chưa? Đẹp miên man luôn ý, như hoa hậu chân dài luôn. Em vừa cập bến được một cái loại thanh đại Mindo, hàng siêu hoa nhá. Và tất cả những cái chậu em giới thiệu đều đang có nụ. Riêng về cái dòng thanh đại Mindo các bác ơi, nó siêu thơm này, nó thơm lắm. Đây, mặt hoa nở thực tế tại vườn nhà em đây. Siêu thơm luôn. Thơm lắm, thơm cực kỳ luôn. Và cái hàng này, cái chậu này như nhà em nè, năm nay nó ra lần này lần cái đợt này chứ không phải năm nay, đợt này nó ra lần này lần thứ tư rồi. Siêu hoa luôn này. Trời ơi, hoa nó hoa thơm cực kỳ nhá. Đó. Và những cái chậu này em giới thiệu với các bác, đây, đã ra hoa rồi. Cuống hoa cũ đây, giờ đang nụ chi chít. Đó, nụ chi chít này các bác này. Các bác nhìn thấy nụ chưa? Có cái nụ nó phòi lên như này rồi. Đây, có cái thì nó vẫn còn đang ở trong đây, nó vẫn đang ở trong đây, các bác nhìn thấy chưa? Đấy, nụ nhiều cực kỳ. Và em bán hàng nụ cho các bác, chứ em bảo các bác bảo em là đếm xem cho các bác là một cái chậu này nó bao nhiêu cái nụ thì thôi, các bác hãy thông cảm hộ em nhá. Một, đây này các bác nhìn này, đây này ra chi chít này. Đó, ngách hoa này, ngách cây nó ra này. Nụ quá trời là nụ, những cái này là nụ hết nhá. Đấy, nụ. Một chậu như thế này, siêu to khổng lồ như này em chia sẻ với các bác giá là 280.000 một chậu. Các bác mua 3 chậu, em Thúy miễn phí ship. Đấy, các bác mua 3 chậu như thế này em miễn phí ship nhá. Và các bác ơi, cái hàng này em bảo hành cho các bác là chuẩn thanh đạm Indo, cho nên là hàng nó không được mướt mát như cái hàng công nghiệp đâu. Thi thoảng nó có một chút lá nó như thế này nhá. Đấy, thì các bác cũng hoan hỉ cho em, tại vì em bán quá là nhiều rồi. Các bác mua rồi các bác lại còn giới thiệu nữa, hoa nó siêu hoa luôn. Nó ra hàng suối hoa luôn nha các bác nhá. Đấy, nụ này 280.000 một chậu. Tết đến nhà các bác treo một cái giò này thì thơm lắm, thơm la thơm liệt luôn. Và cái hàng này thì về các bác lên sang chậu cho em. Sang chậu các bác trồng bằng gì? Bằng vỏ thông vụn hoặc là sơ dừa nhá. Đấy, có cái nó còn đang đâm ở trong ra này, nó chưa có bỏ ra vỏ nhá, mà nó vẫn còn đang ở trong ngách cây. Đấy. Các bác sang chậu cho em để cho nó cây nó đẻ được nhiều con, nó phát triển nhá. 280.000 một chậu, các bác mua 3 chậu em Thúy miễn phí ship. Rồi ôi, đi chỗ nào cũng thấy nụ hoa nhá. Nụ nhiều nhiều lắm lắm luôn này. Đó. Nụ này. Đấy. Bác nào mua đợt trước rồi chắc giờ chơi hoa rồi, giờ các bác lại mua tiếp nữa đi. Về mà chơi hoa Tết. Đấy. Thế cái em lúc em bán em bảo các bác là bây giờ có nụ nó sớm thì các bác cứ không tin em. Giờ đã ngắm hoa rồi, giờ các bác lại mua tiếp đợt nữa để chơi Tết đi. Đấy. Siêu thơm luôn nhá, thơm lắm lắm luôn. Đây nhà em nhiều về nhiều lắm lắm luôn ấy. Còn đây nữa đây. Đó, 280.000 một chậu thôi. Nụ này quá trời luôn, nhiều nụ lắm lắm ấy. Nụ này các bác nhìn này, đấy, 280.000 một chậu, siêu to khổng lồ luôn. Đây các bác ở nhà em chỗ nào cũng có hoa thanh đạm nhá. Cái này nó đang gần tàn này này. Đấy, còn đây nữa này. Sờ chỗ nào cũng có nụ, chỗ nào cũng có hoa nhá. Em giới thiệu với các bác một cái dòng phi điệp Đài Loan nha các bác nhá. Tất cả hàng đều đang có nụ hết rồi. Nụ 100% nha các bác nhá. Có cây nụ nó phòi dài ra rồi. Đây, có cây này nó vẫn đang bé bé như này. Hàng này chuẩn hoa chơi Tết luôn các bác nhá. Và cái dòng này là dòng gọi là dòng phi điệp Đài Loan. Được mình trồng ở tại Việt Nam mình, giống là giống Đài Loan nha các bác nhá. Đấy, nụ đây này. Em cho các bác xem mặt hoa này. Mặt hoa siêu đẹp luôn nhá. Năm cánh trắng họng hồng nha các bác nhá. Hoa thì siêu thơm rồi. Riêng về cái độ thơm thì khỏi phải bàn đi. Em Thúy bảo hành cho các bác độ thơm, độ hoa chơi bền cực nhiều, cực kỳ bền cực kỳ luôn nhá. Tất cả đều phun nụ 100%. Đây em đang treo ở trên giàn đây. Hàng này hôm nay em chia sẻ với các bác giá cực kỳ yêu thương luôn. 100.000 một chậu, nó có từ trung bình nó là 3 thân, 3 4 thân nhá. Trung bình nó thân dài thì nó được 3 thân, thân ngắn thì nó sẽ được 4 5 thân. Đấy. Em Thúy chia sẻ với các bác giá là 100.000 một chậu. Các bác mua 3 chậu như thế này 300.000, em Thúy sẽ miễn phí ship nhá. Đó, 100.000 một chậu này. Nụ ngon lắm cơ các bác ạ. Đấy,
Nói chung là em quay đây thì nó cái trời nó hơi tối thì các bác nhìn nó không rõ. Thế nhưng mà em bảo hành với các bác là nụ 100% nhá, nụ 100% luôn và giá cực kỳ yêu luôn. Đây này, ở trên giàn đây này, nụ đây này. Tứ đưa hết nhá. Phun nụ hết rồi nhá các bác nhá. Đó. Cái này trông nó như là khô khô quen nhưng mà nó hoa đấy cực kỳ. Nó rụng hết lá rồi, đâm ra trông nó hơi khô nhá. Nhưng mà này, nụ 100% hết rồi nhá các bác nhá. Đó. Em giới thiệu tiếp đến các bác một dòng phi điệp nữa nhá. Đó là phi điệp 5 cánh chấp. Và hàng này là 100% có nụ rồi các bác nhá. Đây này, thân nào nó cũng có nụ rồi nhá các bác nhá. Nụ ra đây, đó. Nụ này, nụ chi chít luôn nhá. Nụ chi chít luôn. Đây em cho các bác xem mặt hoa nhá. Đây, phi điệp 5 cánh chấp nhá. Hay còn gọi là chấp Mỹ, hay là còn gọi là chấp đại tướng quân nhá. Đấy, hàng này em Thúy chia sẻ với các bác giá là 100.000 một chậu. Đó, nụ này này các bác này. Một, nói chung là em thì quay thì buổi tối nó không rõ, thế nhưng mà em bảo hành cho các bác cây nào nó cũng có nụ. Một chậu nó có từ thân dài thì nó có 2 thân này, thân ngắn thì nó sẽ có 3 thân. Em chia sẻ với các bác giá là 100.000 một chậu thôi. Shop khác người ta đang bán 130 rồi 150. Em chỉ chia sẻ các bác 100.000 một chậu này thân dài nhá. Đó, chậu 2 thân thì thân dài mà 3 thân thì thân nó sẽ ngắn hơn. 100.000 một chậu, các bác mua 3 chậu, đặc biệt là mua 3 chậu em Thúy miễn phí ship và em bảo hành là 100% có nụ hết rồi nhá. Đấy các bác nhìn kỹ nụ cho em nhá. Tránh trường hợp về nụ như thế này về là cứ bảo nó không có nụ nhá. Đó, em treo ở trên giàn nó rất là nhiều đây. Em thả hẳn 3 cái chậu này ra đây cho các bác xem đây. Độ rài của nó như thế nào. Đấy. Thân to mập nhá. Thân to mập béo ngậy chứ không gầy gầy nhỏ nhỏ như những hàng khác đâu. 100.000 một chậu, 3 chậu em Thúy miễn phí ship nhá, 100% có nụ hết rồi. Đấy. Đây này, nụ hết rồi em treo ở trên giàn đây nhá. Đó. Đây này. Đó, trên giàn đây này. Đấy. 100% nụ hết của em rồi nhá. 100.000 một chậu thôi, giá rẻ ơi là rẻ. Gọi là rẻ cực kỳ luôn. Đây này. Đấy các bác nhìn thấy nụ không? Nụ hết rồi đi nhá. Nụ phun, phun nụ luôn đấy. Đấy. Đây này các bác nhìn này. Đấy. 100.000 một em thôi. 3 em Lâm Thúy miễn phí ship rồi. Trầm dầm đỏ siêu nụ của nhà em cập bến nhá các bác nhá. Trời ơi, thân nụ béo ngậy mà nụ này các bác nhìn này. Nụ chi chít nhá, từ gốc cho đến ngọn nhá. Trời ơi, sao mà nó nhiều nụ lắm lắm cơ các bác ơi. Đó. Nụ nhiều vô cùng mà thân nụ béo ngậy nhá. Thế này nhà em về được rất nhiều luôn, em treo mang treo trên giàn này các bác. Mình sắm về treo, chơi Tết nhá. Cái đặc biệt cái mùa cái dòng trầm rồng đỏ này thơm cực kỳ luôn. Nhà mình Tết đến mà sắm một cái chậu này thì đúng chuẩn là hương vị Tết vượt cổ truyền của Việt Nam này. Thịt mỡ dưa hành câu đối đỏ này, hương trầm này. Đó. Đây em cho các bác xem mặt hoa nhá. Mặt hoa ở bên ngoài nó đậm đà hơn ở trên ảnh nha các bác nhá. Mặt hoa đậm đà hơn trên ảnh mà hoa thì nói đến dòng trầm thì các bác biết rồi đấy, siêu thơm luôn. Đó. Một chậu này. Có chậu nó đang đi lên mầm non, có chậu nó chưa có mầm non, nhưng mà hầu như là cái nào nó có nụ thì nó sẽ có mầm non rồi. Hầu như nhá. Một chậu này này nó trung bình nó có từ 3 4 thân trở lên. Thân dài thì nó 3 thân này, thân ngắn thì nó 4 thân này. Đây, em để cả đống đây này. Em chia sẻ với các bác là 110.000 một chậu. Các bác mua 3 chậu em Thúy miễn phí ship nhá. Đó, thơm lắm cơ bác ơi, các bác ơi. Lần này em nhập được cái đồ hàng này vừa béo ngậy này, vừa có nụ nhá, rất là đáng yêu luôn. Nụ này về là chuẩn Tết luôn nha các bác mình nhá. Đó. Đây. Đây về các bác có thể mua 3, 4, 5, 6, 7 chậu về các bác ghép vào thành một chậu lớn. Hoặc các bác là mua 3 chậu về ban công phòng khách này, cầu thang này. Chỗ nào mỗi chỗ mình treo một chậu thì là hoa nó siêu thơm luôn nhá. Trời ơi nụ đấy các bác nhìn thấy chưa. Nụ của em nó đây. Đáng yêu cực kỳ luôn. Đấy. Nhà em về rất là nhiều luôn, tha hồ cho các bác mình lựa chọn nhá. Hồ điệp bụi nhà em cập bến nhá các bác nhá. Trời ơi đẹp lắm mà nó bụi này các bác ơi. Hàng bụi nhá.
một cái bụi này của nó, một cái cốc này của nó trung bình nó từ 2-3 cây trở lên, và nó trung bình nó 3-4 ngồng hoa trở lên nhá. Ngồng hoa này, tí lia luôn nhá. Đó. Và đối với cái dòng này thì thi thoảng lá nó có sẽ có bị xước sát một chút nhá. Các bác nào lấy cái chậu nào nó 2 cây ấy thì nó chỉ có 2 cây to, mà các bác thích lấy nhiều cây thì nó 3 cây thì nó sẽ nhỏ hơn. Cái tàu dòng 2 cây nhá. Nụ đang tứ lưa luôn này các bác này. Đây em cho các bác xem mặt hoa nhá. Lần này em về chỉ có một mặt hoa là vàng công chúa thôi các bác nhá. Một mặt hoa duy nhất mà vàng công chúa. Em chia sẻ với các bác giá là 80.000 một cốc như thế này. Đó. Các bác mua 5 cốc em Thúy miễn phí ship. Đó này các bác này. Đấy, thấy chưa? Nụ này, cái nào cũng 3-4 nụ nhá. Hàng rẻ ơi là rẻ rồi. Đây có cái nụ dài này. Đó. Hồ điệp này về thì các bác sang chậu cho em, sang cho em đẩy cho em cái cốc này ra này, đẩy cho em cái cốc này ra, sang trồng vào cho em một cái chậu mới. Chậu sứ mới cho nó đẹp này, ví dụ như cái chậu này, cái cốc này là có 2 cây này, 2 cây nhưng cũng 3 ngồng đấy. Đấy nó cứ từ tầm 3-4 ngồng trở lên nhá. Đây chậu này thì này, đôi 4-5 ngồng, chậu này là chậu 5 ngồng nhưng em bán từ 3 ngồng trở lên nha các bác nhá. Tránh trường hợp về các bác lại ỉ ôi, các bác vạch ra các bác xem, có thể là nó cái những cái ngồng hoa ấy nó vẫn đang mọc ở đây nhưng các bác không nhìn thấy, các bác lại ỉ ôi, các bác chê xong các bác trừ tiền em, tội lắm nhá các bác nhá, tội lắm cơ. Đó, 80.000 một cốc, 5 cốc em bao ship nha các bác nhá. Denso hoa nhiều màu của nhà em vừa cập bến nha các bác nhá. Hàng này có loại cây là nụ dài này, có loại cây là đang vừa nhú nụ lên này, có cây là nụ ngắn nhá. Cây siêu đẹp luôn cho các bác này. Nó rất là có rất là nhiều mặt hoa nhá. Đây tôi chuẩn bị là em quay cây xong rồi em cho các bác xem một loạt mặt hoa nhá. Nụ ngắn này. Đó. Rất là nhiều mà hàng hôm nay thì em Thúy cực kỳ là ưu đãi luôn. Mua 10 tặng 1 bao ship nhá. Đó. Em cho các bác xem mặt hoa nhà em về đợt này này. Nó gồm có bò tím bà nu nhá. Bò tím bà nu này. Bà liễu hôm nay không có. V76 này là tím 76 này. Vàng 58 này, em đặt tên này. À, hoa này là gọi là Denso tím nhá. Đây là vàng tia này. Vàng tia có nghĩa là cánh vàng lưỡi đỏ này. Thỏ xưa này. Kingo này. Kingo là vua của hoa vàng đấy ạ. Vàng chanh này. Mặt trời đỏ này. Đó, em về 9 loại như vậy. Nhưng mà em sẽ chia sẻ với các bác giá là 60.000 một chậu như thế này. Các bác mua 10 chậu em tặng 1 chậu và em miễn phí ship. Và các bác ơi lưu ý cho em một điều là có loại bông hoa dài, có loại bông hoa nó nụ hoa nó vẫn ngắn. Đây, nó ngắn đây nhá. Cây thì siêu đẹp luôn. Và hàng này về các bác xe sang chậu, các bác ghép cho em vào một chậu mới nhá. Thì nó đẹp lung linh luôn. 60.000 một chậu, các bác mua 10 chậu em miễn phí ship và các bác được tặng thêm một chậu nhá. Đấy. Đẹp chưa các bác ơi? Lung linh luôn. Và đây em giới thiệu tiếp với các bác một dòng Cadnia. Dòng này là dòng cát một lá, hoa ra quanh năm, hết đợt này đến đợt khác. Đợt này nhà em về là toàn cát, là em nhặt mặt hoa là cát chớp nhé các bác nhá. Đây em cho các bác xem mà. Ở đây nó có mấy bông, còn mấy bông kia nó tàn mất rồi. Đây. Vàng cam chớp nhé các bác nhá. Đấy các bác nhìn thấy chớp chưa? Mặt hoa siêu đẹp, tí nữa em cho các bác xem ảnh, cái này nó chưa nở hết hoa nhá. Và đây mặt hoa là mặt hoa này là gọi là mặt hoa La Khom Cha Xí. Vì sao là gọi vậy? Em giới thiệu các bác không phải là mặt hoa nó tên như vậy mà. Cái cây này nó xuất xứ từ cái vùng La Khom Cha Xí. Là cái vùng này là vùng của Thái Lan, nên tên một địa danh của Thái Lan, cũng như cây của mình ấy. Xuất xứ vùng nào thì nó ra vùng vậy. Thế còn một số cái mặt hoa ấy, em cho các bác xem sau đây. Đây nó là tên tiếng Anh. Thôi thì mình cứ đọc theo tiếng Việt đi cho nó dễ hiểu. Đây em về mặt hoa này. Cánh trắng này. Lưỡi... vàng lưỡi tím nhá các bác nhá. Một mặt hoa này. Còn đây là tím chớp nhá các bác nhá. Tím chớp. Cam chớp đây. Em vừa cho các bác xem mặt hoa thực tế đây nhưng mà nó nở chưa hết. Các bác nhìn không rõ nhá. Đây, nó đấy, cam chớp đấy. Đẹp lắm. Vàng cam này. Tím này. Tím mắt vàng này.
Đây mặt hoa La Khom Cha Xí đây. Đẹp lắm. Hắc tùng đỏ và hắc tùng chớp nha các bác nhá. Hắc tùng nó có hai loại, một loại hắc tùng đỏ, hắc tùng chớp. Một chậu như thế này em sẽ chia sẻ với các bác giá 90.000 một chậu. Chậu nó chỉ vừa vừa xinh xinh thôi. Giả hành nó như thế này đây. Chậu nhiều giả hành hay ít giả hành nó thuộc vào mặt hoa nhá. 90.000 một chậu. Các bác mua 5 chậu em thí miễn phí ship, và em ship từ 3 chậu trở lên thì các bác cộng thêm cho em 35.000 tiền ship. Chứ các bác bảo gửi cho em, gửi cho các bác là một chậu với hai chậu thì em nói thật với các bác là nhà em Thúy là lãi suất nhẹ nhẹ nhàng lắm. Cho nên là em không bán hàng, em không có công. Đấy, cho nên là em không đóng nhá các bác nhá. Cứ các bác mua 5 combo 5 chậu em Thúy miễn phí ship là 5 chậu là 4.50.000 nhá. Đấy các bác ơi, mặt hoa thực tế đây, và em bảo hành cho các bác đây là cát một lá nhà em nhá. Em về mênh mông mát ngát, nhà em nhập trực tiếp cho nên là giá cực kỳ yêu. Chứ những cái shop khác là những cái mặt hoa này họ toàn bán hơn 100.000 nhá. Thậm chí là hơn đấy. Đấy, các bác lấy mặt hoa nào nhà em ở bên vườn họ đánh dấu ra, nhà em để từng khu một ra đây rồi các bác nhá. Yêu lắm. Tiếp theo đây em giới thiệu với các bác một dòng Vanda lá xếp. Hàng này hàng bụi nhá. Siêu đẹp luôn. Hàng lá xếp nhá. Đối với cái dòng Vanda này của nhà em này, rất là nhiều màu hoa. Em cho các bác xem qua một số mặt hoa đây. Nó gồm có đỏ đốm này, rồi vàng đốm này, xanh đốm này, xanh blue này, tím này, hồng này, vàng này, beo này. Đấy, đỏ với hồng thì rất là nhiều màu. Nói chung là cái lô này của nhà em hàng nhiều màu này, đặc biệt là màu tím blue đây. Đấy các bác ơi, hoa đẹp không? Yêu lắm. Đối với cái dòng hoa Vanda này thì hoa nó sẽ ra quanh năm. Hết đợt này đến đợt khác, một năm nó ít nhất là nó sẽ ra đằng 3 lần nha các bác nhá. Một chậu như vậy của hàng bụi của nhà em trung bình nó có từ 2 cây trở lên. Đây em cho các bác xem này, và hàng lá xếp nhá. Em chia sẻ với các bác giá cực yêu luôn. 120.000 một chậu. Các bác mua 3 chậu giá chỉ còn là 350.000 và em Thúy miễn phí ship. Đây các bác ơi, đây này cái bộ rễ hàng này là hàng gió nhá. Hàng rễ gió, quên mất, hàng rễ gió. Cái hàng này thì đây các bác xem ở bên Thái Lan họ trồng này. Họ không cho cái giá thẻ gì vào đây, về các bác có trồng có cấy thì các bác tránh cho em nhiều rễ thế giá thẻ nhá. Cho nhiều giá thẻ thì nó cây nó sẽ thối rễ thì nó không phát triển đâu nhá. Nói chung là mình chỉ cho vài miếng vỏ thông thôi. Thế là rất là ok luôn. Hàng này bảo hành với các bác là hàng đá xếp. Đối với cái dòng Vanda này thì nó rất là giòn lá. Nó vận trong quá trình vận chuyển gửi đến các bác, thi thoảng nó có bị sứt sẹo hay nó bị một tí tí thì các bác cũng hoan hỉ giúp em nhá. Đấy thì nó rất là khó, em rất là đóng cẩn thận, nhưng mà chẳng may đây này, cùng một cái lứa này đây, nó đã có một cây nó đã ra nụ bói rồi nhá. Cho nên là các bác cứ ok yên tâm, cái hàng này nó sẽ ra hoa Tết cho các bác nhá. Đây cùng một lứa đây. Đấy, rất là đẹp luôn mà giá rất rẻ. Em Thúy bán nhanh, bán rẻ này, bán nhanh cho nó nhanh hết hàng nhá. Gọi là mỗi thứ em kiếm một tí thôi. Đóng vào một cái thùng này, cây nó cũng rất là, cái thùng nó rất là to nặng nhá. Các bác nhận rồi thì các bác biết đấy, về nó còn đẻ nữa đây này. Nó trung bình, em cứ bán trung bình nó một chậu từ 2 cây trở lên nhá. Một bụi của nó, đây là Vanda bụi, về này nó sẽ đẻ rất là nhiều con. Bao la bát ngát ở nhà em Thúy về rất nhiều luôn nhá. Và đây là một cái dòng châu lai. Lai giữa đai châu và hoàng nhạn. Châu hoa đã thơm rồi, hoàng nhạn nó lại cực kỳ thơm. Cho nên là hai cái mùi này nó đánh, nó trộn vào với nhau, hoa siêu thơm luôn. Chúng em hay gọi nó là đai châu hồng gấm nhá các bác nhá. Đấy, đai châu hồng gấm. Nó có rất là nhiều mặt hoa. Em cho các bác xem qua một số mặt hoa này. Đấy, siêu đẹp luôn nhá. Đấy, hồng gấm nữa, các bác nhìn thấy chưa. Gấm nó có nhiều loại gấm lắm. Đấy, hàng này hoa nó sẽ ra quanh năm rải rác. Một năm nó sẽ ra 3 vụ. Như năm như cái vụ này này, bây giờ có một số bông hoa bắt đầu nó đã bói nó ra rồi, còn một số chưa ra. Có nghĩa là thế thì em bán hàng này, em bán hàng chưa nụ nhá, thì chỉ có một số nó ra rồi. Đây một chậu như thế này em sẽ chia sẻ với các bác giá là 120.000 một chậu. Khi các bác mua 3 chậu em sẽ miễn phí ship. Ui thơm lắm, có mỗi mấy bông nó nở đây mà thơm dã man luôn ấy. Đấy, về các bác mua. Và
có một số cây nó chỉ không được đẹp mướt mát đâu, nó sẽ hơi bị xước xước một chút nhá. Thế các bác cũng hoan hỉ cho em, tại vì cái dòng này lá nó rất là giòn luôn. Đấy, trong quá trình vận chuyển thì chẳng may nó có bị thì các bác cũng hoan hỉ cho em nhá, không vấn đề gì, không phải là xấu đuôi xấu đuổi đâu. Đấy, ba chậu như thế này là 360.000, em sẽ miễn phí ship cho các bác. Hoa ra quanh năm luôn, thơm cực kỳ là thơm luôn. Châu đã, hoa dãi châu đã thơm rồi, hoa hoàng nhạn đây còn thơm hơn. Hai cây đấy gọi là lai tạo với nhau, hoa siêu thơm luôn. Em giới thiệu tiếp với các bác một cái dòng hải yến lá xếp nhá, tuyệt đẹp luôn các bác này. Hàng lá xếp nhá, cây nhỏ nhỏ xinh xinh luôn. Thôi, đây em cho các bác xem mặt hoa này. Hải yến này nó sẽ có 3 mặt hoa nhá. Đấy, các bác nhìn thấy chưa? Hoa siêu thơm luôn. Và hoa ra quanh năm, hết đợt này đến đợt khác nhá các bác nhá. Một cây như thế này, một chậu như này nó trung bình nó có 2 cây trở lên. Cây nhỏ nhỏ xinh xinh, em đo bản lá cho các bác xem này. Em sẽ chia sẻ với các bác giá là 120.000 một cây. Khi các bác mua 3 chậu như thế này, em chỉ tính các bác 350.000 và em sẽ miễn phí ship nhá. Có chậu nó 2 cây, có chậu nó 3 cây, tùy từng dáng cây mẹ con đấy các bác nhá. Nhưng em cứ bán là trung bình nó từ 2 cây trở lên. Đấy. Đấy. Nói chung là nó có thường thường là nó từ 3 cây, nhưng em cứ nói là trung bình là từ 2 cây trở lên. 2, 3 cây hoặc 4 cây, nhưng em chỉ bán cái dáng cây là từ 2 cây trở lên thôi. Chứ còn em nhặt cho các bác là em sẽ nhặt hơn nhá. Hoa, mặt hoa, hoa ra quanh năm, hết đợt này đến đợt khác. Đây này, cái cuống hoa cũ này, cái đợt cũ nó vừa tàn đây này, các bác nhìn thấy chưa? Đấy, chuẩn bị nó bước sang hàng đợt hoa mới nhá. Riêng cái hàng Thái Lan này người ta sẽ lai tạo giống này, hoa thơm này. Và hoa ra quanh năm để cho mình chơi. Lúc nào cô ở trong vườn thì các bác cũng có hoa chơi nhá. 120k một em, giá siêu rẻ luôn. Hàng hải yến lá xếp nhá, bộ rễ siêu đáng yêu luôn. Hàng này thuộc dòng rễ gió nhá các bác nhá. Về các bác ghép này, mình không cần phải cho thêm giá thẻ gì nữa đâu, về nó thối, nó sẽ thối rễ, nó cây nó không phát triển nhá. Như bên Thái người ta trồng thì người ta có cho cái gì đâu, vì nó là hàng rễ gió nhá. Các bác mua về các bác để ghép vào chậu này, hoặc các bác ghép vào gỗ đều được nhá.